Cập nhật về tình hình cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, mới đây, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội của họ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng không kích và pháo kích nhằm vào căn cứ phương tiện bay không người lái của Ukraine tại một sân bay gần thành phố Dnipro. Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng chiến dịch này bao gồm sự kết hợp của máy bay chiến đấu chiến thuật, tên lửa và pháo binh của Nga. Cuộc tấn công nhắm vào các nhà chứa UAV tại sân bay Kamenka, cách thành phố Dnipro của Ukraine khoảng 20 km về phía đông nam. Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng UAV bị phá hủy trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, trước đó, truyền thông Ukraine đã đưa tin về các vụ nổ ở ngoại ô Dnipro, đồng thời các quan chức địa phương sau đó nói rằng cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở hạ tầng không xác định. Theo thông báo, các kho chứa đạn dược và thiết bị không quân ở miền Trung và miền Tây Ukraine cũng đã bị tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo đầu tháng này rằng Moscow đang lên kế hoạch tăng cường các cuộc tấn công vào các trung tâm hậu cần của Ukraine, nơi được cho là lưu trữ vũ khí do các nước phương Tây cung cấp. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV vào các mục tiêu của Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng như các kho dầu và nhà máy lọc dầu. Đối diện với tình hình này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow vào một thời điểm nào đó có thể thiết lập một hàng rào an ninh ở các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo vào các mục tiêu ở Nga. The Kiev Independent đưa tin vào ngày 29 tháng 4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky thông báo rằng quân đội Ukraine đã tiến hành rút lui về phía Tây khỏi các làng Bedići, Semenivka, Novo-Mikhailivka ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Theo báo trên, các ngôi làng này nằm trong cộng đồng Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk của Ukraine, nơi vẫn đang là một trong những khu vực ác liệt nhất ở tiền tuyến khi Nga tiếp tục tấn công. Nhóm Khotysia thuộc lực lượng mặt đất Ukraine ngày 27 tháng 4 báo cáo rằng lực lượng Nga đã đột nhập và thiết lập được một chỗ tại một phần của Ocheretine, cách Bedići và Semenivka khoảng 10 km. Tổng tư lệnh Syrsky mô tả tình hình ở khu vực Pokrovsk và Kurakov là khó khăn nhất hiện nay. Ông cũng cho biết rằng Nga đang diễn động tới 4 lữ đoàn từ 8.000 đến 32.000 quân để tham gia vào các hoạt động tấn công tại các thành phố Pokrovsk và Kurakov ở phía tây Abdiivka, nơi đã bị lực lượng Nga chiếm đóng từ tháng 2 năm 2024. Trong một tuyên bố chia sẻ trên mạng xã hội, Tổng tư lệnh Syrsky cho biết rằng các lực lượng Nga đã đạt thành công chiến thuật theo các hướng đã nêu, nhưng không đạt được lợi về mặt chiến dịch và tình hình đang thay đổi liên tục. Tướng Syrsky nhấn mạnh rằng lực lượng Nga đang tiến công trên toàn bộ chiến tuyến, hướng vào các khu định cư Kupyansk và Liman ở tỉnh Kharkov, cũng như các khu vực Siversk, Slovyansk và Kramatorsk ở tỉnh Donetsk. Ông cũng thông báo về tình hình căng thẳng ở miền Nam khi lực lượng Nga cố gắng tiến gần vào các làng Grinky ở tỉnh Kherson, Robotyne và Vebove ở tỉnh Zaporizhia và Staromayorsk ở tỉnh Donetsk. Trong một diễn biến liên quan, tờ Politico trích dẫn các nguồn tin giấu tên ngày 26 tháng 4 tiết lộ rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đã thông báo với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hồi tháng 12 năm 2023 rằng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Kiev chỉ có thể chống đỡ các cuộc tấn công của Nga cho đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2024. Vào thời điểm được cho là diễn ra cuộc trò chuyện nêu trên, viện trợ cho Ukraine đang bị Quốc hội Mỹ chặn lại và theo Politico, cuộc nói chuyện cùng tiên lượng bi quan đã góp phần rất lớn vào quyết định tổ chức bỏ phiếu về gói viện trợ cho Ukraine của ông Johnson, bất chấp sự phản đối của các thành viên có đường lối cứng rắn trong Đảng Cộng Hòa. Kết quả là vào ngày 20 tháng 4, dự luật viện trợ trị giá 62 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Sau đó, vào ngày 23 tháng 4 được Thượng viện Mỹ thông qua, trước khi hôm sau được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật tái thiết dòng viện trợ quân sự cho Ukraine. Ngay sau đó, Lầu Năm Góc đã công bố gói viện trợ trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, chọn lựa vũ khí trực tiếp từ kho của quân đội Mỹ, giúp chuyển giao vũ khí nhanh chóng hơn so với chương trình USAID. Tiếp theo, vào ngày 26 tháng 4, tại cuộc họp kỷ niệm 2 năm thành lập nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, một nhóm các quốc gia tham gia đóng góp viện trợ vũ khí cho Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ mới này bao gồm tên lửa cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, hệ thống phòng không NASAMS và các hệ thống rocket dẫn đường bằng laser, đạn cho hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS, các loại pháo 155mm và 152mm và các thiết bị bay không người lái, cùng nhiều vũ khí và trang thiết bị khác. Patriot and NASAMS air defense systems, more counter-drone systems and support equipment. Bên cạnh tình hình vẫn diễn ra căng thẳng giữa Nga và Ukraine, thì cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mới đây, truyền thông Israel tối qua 28 tháng 4 thông báo rằng các giới chức nước này đang gấp rút chuẩn bị biện pháp đối phó với việc Tòa án Công lý Quốc tế sắp ban lệnh bắt giữ các quan chức của họ với cáo buộc vi phạm pháp luật quốc tế trong cuộc chiến tại Dải Gaza. Theo cơ quan phát thanh truyền hình Israel, trưởng công tố của Tòa án Công lý Quốc tế ở La Hay, Hà Lan, có khả năng đã thông qua quyết định bắt giữ Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng quân đội Israel về các cáo buộc liên quan đến cuộc chiến tại Dải Gaza. Việc ban hành lệnh bắt giữ chỉ còn là vấn đề thời gian, với nguyên nhân chính được nhận định là tình hình nhân đạo tại Dải Gaza. Tòa án Công lý Quốc tế nhận định Israel không chỉ cung cấp đủ hàng cứu trợ cho người dân Gaza, mà còn chủ định ngăn cản hoạt động và chuyển hàng cứu trợ quốc tế vào Gaza, gây ra tình trạng thiếu đói nghiêm trọng và vi phạm luật quốc tế. Trước đó, truyền thông Israel cho biết, Ngoại trưởng nước này, Israel Katz, ngày hôm qua đã chỉ thị khẩn cho các toàn bộ đại sứ quán Israel trên thế giới lập tức tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết. Trong đó có tăng cường an ninh để đối phó với nguy cơ nổ ra làn sóng thù địch nhằm vào người Israel và người Do Thái, sau khi Tòa án Quốc tế ban lệnh bắt giữ các quan chức Israel vì cuộc chiến tại Gaza. Trong đó, một số nguồn tin khẳng định những ngày qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành hàng loạt nỗ lực, bao gồm các cuộc liên lạc dày đặc với giới chức Mỹ nhằm ngăn chặn việc Tòa án ban lệnh bắt giữ. Sau chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào Dải Gaza từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, hàng chục nghìn dân thường Palestine đã thiệt mạng. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cáo buộc lãnh đạo chính phủ và quân đội Israel phạm tội ác chiến tranh, ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Nam Phi đã khởi kiện Israel phạm tội ác diệt chủng lên Tòa án Công lý Quốc tế. Ngay khi thông tin Tòa án Công lý Quốc tế sắp ban lệnh bắt Thủ tướng Israel, thì vào ngày 29 tháng 4, hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin cho biết ít nhất 15 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào 3 tòa nhà chung cư ở thành phố Rafah, phía nam Dải Gaza vào đêm 28 tháng 4. Hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm và giải cứu họ. Theo số liệu thống kê từ phía Palestine, cuộc tấn công đã khiến 66 người Palestine thiệt mạng và làm thương 138 người khác trong vòng 24 giờ qua. Phía Israel chưa có bình luận nào về thông tin này. Trong khi đó, ông Sami Abu Zuhri, một quan chức cấp cao của lực lượng Hamas ngày 28 tháng 4 tuyên bố rằng Hamas sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Israel nếu không bao gồm việc đình chỉ các hoạt động chiến tranh ở Dải Gaza. Theo ông Abu Zuhri, đề xuất từ Israel thông qua các nhà trung gian hòa giải đang được xem xét, nhưng quá sớm để đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề này. Một nguồn tin khác từ lực lượng Hamas cho biết, một đoàn đại diện của họ dự kiến sẽ tới Cairo, Ai Cập trong ngày 29 tháng 4 để đưa ra phản hồi của họ về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thảo luận về thỏa thuận trao đổi tù nhân với Israel. Theo truyền thông Israel, thời điểm này được xem là quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận về vấn đề này. Tình hình xung đột ở Trung Đông đã khiến bất ổn ở Biển Đỏ trở nên nghiêm trọng. Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập Hala El Said đã thông báo vào ngày 28 tháng 4 rằng doanh thu của kênh đào Suez từ đầu năm 2024 đến nay đã giảm đi 50% so với cùng kỳ năm trước do căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ. Phát biểu tại cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, bà El Said đã nhấn mạnh những ảnh hưởng tiêu cực của tình trạng bất ổn ở Biển Đỏ đối với hoạt động của kênh đào Suez. Bà El Said cho biết doanh thu của kênh trong năm 2023 đạt 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng đã giảm đáng kể trong những tháng đầu năm nay do nhiều tàu chuyển hướng qua mũi Hảo Vọng để tránh các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Sự giảm này dự kiến sẽ tác động đến nguồn thu ngoại tệ của Ai Cập, góp phần làm tăng giá cả của lương thực và năng lượng tại quốc gia Bắc Phi. Vào tháng 2 năm 2024, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez của Ai Cập thông báo rằng doanh thu của kênh trong tháng 1 năm 2024 đã giảm 46% so với cùng kỳ năm 2023, chỉ còn 428 triệu đô la Mỹ. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen vào tàu thương mại ở Biển Đỏ đã khiến nhiều công ty vận tải biển chuyển hướng khỏi tuyến hàng hải quan trọng này. Theo ông Rabi, tổng số tàu qua kênh đào Suez trong tháng 1 năm 2024 chỉ đạt 1.362 tàu, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều công ty vận tải biển đã chuyển hướng qua mũi Hảo Vọng ở cực Nam Châu Phi, mặc dù đây là tuyến đường dài hơn và đắt đỏ hơn. Kênh đào Suez là tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu và là một trong những động lực chính thúc đẩy thương mại toàn cầu. Kênh này chiếm khoảng 12% khối lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới và cũng là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Ai Cập. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức tổng hợp quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!